Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Thầy Ngài kính chào toàn thể quý con cái của Chúa. Suốt từng những ngày vừa qua, mỗi buổi sáng khi mà tôi thức dậy, điều mà tôi muốn xem nhất ở trong cái iPhone của mình đó là hôm nay có bao nhiêu người lây nhiễm. Và thật là đáng buồn bởi vì những ca lây nhiễm mỗi ngày mỗi gia tăng ở Bắc Giang, ở Bắc Ninh, tại Hà Nội và lan rộng rất nhiều tỉnh thành ở trên đất nước của chúng ta. Và trong tuần này thì lại có thêm ca lây nhiễm ở tại Thủ Đức, ở quận 7, rồi ở tại quận 3 nữa. Rồi xin Chúa thương xót và làm ơn trên đất nước của chúng ta. Và tôi cũng thấy trong suốt tuần rồi khi đến Bồng Canh thì lời cầu nguyện của các con dân của Chúa ở 4K cũng đã tiếp tục khẩn nài với Chúa, kêu cầu với Chúa và xin Chúa thương xót dân tộc của chúng ta. Và tôi mong rằng chúng ta cũng sẽ thêm lời cầu nguyện để Chúa bảo vệ, Chúa gìn giữ đất nước của chúng ta ở trong cái làn sóng thứ tư này để tất cả mọi người đều được ở trong sự bình an của Chúa. Thưa Hội Thánh, thật là buồn bởi vì ngày hôm nay là ngày lễ rất là trọng đại của Hội Thánh của chúng ta. Ngày mà được Hội Thánh được khai sinh ở trên đất này, ngày mà Đức Thánh Linh được đổ xuống một cách không chừng mực trên tất cả các tôi trai, tất cả các tớ gái của Chúa, như lời của Chúa đã được chép ở trong Gioan, sẽ được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Ngày mà chúng ta sẽ thấy, đã thấy được cái lời hứa của Chúa đã được ứng nghiệm, đó là ở trong công vụ đoạn 1 câu 5, Chúa nói rằng vì dân đã làm bắp tem bằng nước trong ít ngày, các ngươi sẽ được bắp tem bằng Đức Thánh Linh. Nhưng mà rất tiếc chúng ta không được nhóm lại chung với nhau để cùng chia sẻ những cái phước hạnh thiêng liêng này. Do vậy thì tôi tin dù chúng ta ở bất cứ nơi đâu, ở nhà riêng hay là tổ tế bào, ở miền núi hay là ở tại đồng bằng, ở thành phố hay là ở vùng sâu, tại Việt Nam hay là ở tại nước ngoài, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời vẫn hiện diện với chúng ta tại đó. Quý vị đồng ý tôi không ạ? Thông thường trong ngày lễ cuối tuần thì chúng ta thường hay nghe rất là nhiều người có lời cầu nguyện như thế này: Chúa Thánh Linh ơi, xin đổ đầy trên con. Hoặc là có người thì cầu nguyện là Chúa ơi, xin tái đổ đầy trên con. Xin đầy dẫy trên con Thánh Linh của Chúa để con được ơn để phục vụ Chúa tốt hơn. Nhưng mà tôi lại thích cái lời cầu nguyện của một người học trò đã cầu nguyện với một lời cầu xin rất là khó, nhưng mà người thầy đã trả lời với ông rằng nếu mà con thấy ta được cất lên thì lời cầu xin đó sẽ được nhận. Chắc có lẽ chúng ta biết lời cầu xin của ai rồi. Đó là lời cầu xin của tiên tri Elise: đã xin thần của thầy bội phần trên con. Đây là một lời cầu nguyện mà tôi rất thích. Tôi rất là thích và tôi cũng cầu nguyện như vậy. Thoạt đầu khi mà chúng ta nghe lời cầu nguyện này thì có rất là nhiều người sẽ lên án và cảm tưởng dường như là Elise kiêu ngạo. Nhưng mà nếu chúng ta xét kỹ và suy gẫm kỹ thì chúng ta sẽ thấy đây, đây không phải là một sự kiêu ngạo, đây là một sự khao khát từ trong đáy lòng của Elise. Khi mà ông nhìn thấy chức vụ của thầy mình là một chức vụ đầy năng quyền, đầy phép lạ, đem lửa từ trời giáng xuống và khiến cho mưa cũng được đổ xuống. Cho nên để mà có thể bước vào trong chức vụ thay thế thầy thì ông nghĩ rằng ông không có thể làm được nếu mà không có được thần linh của Chúa bội phần. Và cái lời cầu nguyện của tiên tri Elise, ông không đứng ở trên cương vị một học trò để cầu xin thầy, nhưng mà ông đã đứng trên cương vị của một người con trưởng để xin cái phần gia sản thuộc linh, hay là nói cách đúng hơn đó là linh của tiên tri của thầy bội phần ở trên con. Thưa Hội Thánh, và lời cầu nguyện đó đã được nhận. Khi mà tiên tri Eli được cất lên và chiếc áo tơi của Eli đã rơi xuống trên Elise. Đoạn Kinh Thánh này vừa là lời tiên tri hình bóng về việc Chúa Giêsu được cất lên và Thánh Linh được đổ xuống ở trong ngày lễ ngũ tuần. Công vụ đoạn 2 đã cho chúng ta thấy đó là hình bóng và lời tiên tri về việc mà Chúa Giêsu được cất lên và Thánh Linh đã được đổ xuống. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng khám phá được những lẽ thật rất là quan trọng. Tôi yêu thích đoạn Kinh Thánh này bởi vì trong đoạn Kinh Thánh này giúp cho tôi phát hiện ra không phải chỉ có sự cầu nguyện để được Chúa đổ đầy, không phải chỉ có việc đặt tay trên một ai đó để người đó được đầy dạy Thánh Linh. Nhưng mà đoạn Kinh Thánh này cũng cho chúng ta thấy có những chân lý rất là quan trọng. Và sáng hôm nay tôi hy vọng tôi có thể đủ thời gian để cùng chia sẻ quý vị trong ngày lễ kỷ niệm Chúa Thánh Linh giáng lâm trên Hội Thánh của Ngài. Như tôi đã nói, tiên tri Eli không những ông có những lời tiên tri cho dân tộc, cho quốc gia của mình,
Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta để ý ông cũng có những hành động mang tính tiên tri. Và chúng ta chú ý và chúng ta sẽ khám phá ra những cái chân lý rất là tuyệt vời ở trong lời Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy tiên tri Eli đã được báo trước là ngươi phải sức dầu cho Elise. Và đây là thời điểm mà tiên tri Eli biết rằng mình sẽ được cất lên. Và chúng ta xem coi ông đã làm gì với người học trò yêu quý này. Ông đã dẫn tiên tri Eli cùng đi với mình đến những địa điểm khác nhau. Dường như đây cũng là điều mà ông muốn giới thiệu cho tất cả những tiên tri khác. Đây là người thay thế ông, đúng không quý vị? Và cái hành động tiên tri của ông cũng muốn nói điều đó. Và bên cạnh đó chúng ta thấy rằng ông dẫn Elise đến những địa điểm khác nhau. Và cũng muốn nói với Elise rằng, Elise ơi, điều mà con cầu xin sẽ được nếu con đến những địa điểm này. Những địa điểm này là địa điểm nào? Ai trong quý vị buổi sáng nay ao ước và cũng có chung lời cầu nguyện giống như tiên tri Elise, xin thần của thầy bội phần trên con. Nếu quý vị cùng chung lời đó, xin hãy inbox ở trong máy của mình, con cũng muốn như vậy. Tôi ao ước rằng tôi sẽ cùng tương tác quý vị, dù tôi không thấy quý vị nhưng mà tôi vẫn muốn nhìn thấy rằng lòng khát khao của quý vị như vậy. Và để khám phá được đoạn kinh thánh này, xin chúng ta cùng mở trong các vua thứ nhì đoạn 2 từ câu 1 đến câu thứ 12, chúng ta sẽ cùng đọc chung đoạn kinh thánh này. Khi Đức Giê-hô-va sắp đem Eli lên trời trong một cơn gió lốc, Eli và Elise rời rinh ganh. Eli nói với Elise rằng hãy ở lại đây vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Bê-tên. Nhưng Elise thưa, con chỉ Đức Giê-hô-va hàng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề, con không rời khỏi thầy đâu. Vậy họ đi xuống Bê-tên. Môn đồ của các nhà tiên tri ở Bê-tên đến hỏi Elise, anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ đem thầy của anh lên khỏi anh chăng? Ông đáp, tôi biết chứ. Các anh hãy im lặng. Eli lại nói với Elise, này Elise, hãy ở lại đây vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Jericho. Nhưng Elise đáp, con chỉ Đức Giê-hô-va hàng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề, con không rời khỏi thầy đâu. Vậy họ đi đến Jericho, môn đồ của các nhà tiên tri ở Jericho đến gần Elise và hỏi, anh có biết ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ đem thầy của anh lên khỏi anh chăng? Ông đáp, tôi biết chứ, các anh hãy im lặng. Eli nói với Elise, hãy ở lại đây vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Giô-đan. Nhưng Elise thưa, con chỉ Đức Giê-hô-va hàng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề, con không rời khỏi thầy đâu. Vậy hai người tiếp tục đi. Có 50 người ở trong số môn đồ của các tiên tri đi theo, đứng ở đằng xa, đối diện Eli và Elise đang đứng trên bờ sông Giô-đan. Eli lấy áo tròn của mình cuộn lại và đập xuống nước, nước sông rẽ ra hai bên và hai người đi qua trên đất khô. Khi đã qua sông, Eli nói với Elise, hãy xin điều con muốn ta làm cho con trước khi ta được đem lên khỏi con. Elise thưa, xin thần của thầy giáng trên con gấp đôi. Eli nói, con xin một điều khó, nhưng nếu con thấy ta lúc được đem lên khỏi con thì sẽ được như thế, nếu không thì không được. Trong khi họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, kìa có một chiếc xe bằng lửa và các ngựa lửa văng rẽ hai người. Rồi Eli lên trời trong một cơn gió lốc. Elise nhìn thấy thì kêu lên, cha của con ơi, cha của con ơi, xe và ngựa chiến của Israel. Rồi ông không còn thấy thầy mình nữa, ông nắm chiếc áo mình sẽ làm hai mảnh. Thưa quý vị, chủ đề mà buổi sáng nay tôi muốn cùng học với ông bà anh chị em buổi sáng nay đó là thần của thầy bội phần trên con. Xin thần của thầy bội phần trên con. Vâng, đó là lời cầu nguyện của Elise đã xin với thầy của mình trước khi Eli được cất về trời. Và như tôi đã nói quý vị, Eli đã dẫn Elise đến 4 địa điểm khác nhau. Và chính 4 địa điểm đó là lời tiên tri và sự mặc khải để lời cầu xin của ông được ứng nghiệm. 4 địa điểm mà Eli đã dẫn Elise đi là ở đâu? Thứ nhất, chúng ta trở lại câu thứ nhất. Khi Đức Giê-hô-va sắp đem Eli lên trời trong một cơn gió lốc, Eli và Elise rời Ginh Ganh. Dạ. Ginh Ganh ở đâu? Ginh Ganh có nghĩa là gì? Dạ. Nghĩa của từ Ginh Ganh là lăn tròn. Và Ginh Ganh là nơi đã xảy ra hàng loạt những sự kiện trong suốt thời gian chinh phục đất hứa. Đây là nơi mà ghi nhớ công việc của Đức Chúa Trời đã làm cho dân Israel. Khi mà dân Israel đi qua sông Giô-đan, Đức Chúa Trời đã bảo với Mô-xê là chọn 12 người trong 12 chi phái Israel, lấy 12 hòn đá ở giữa sông nơi chân của những thầy tế lễ đứng, và sau đó mỗi người vác một cái hòn đá đó lên. Và khi bước qua khỏi sông Giô-đan thì Giô-xê đã bảo họ trồng 12 hòn đá nó lên. Và tại địa điểm đó được gọi là Ginh Ganh. Chúa bảo Giô-xê làm điều đó để làm gì? Dạ. Ngài bảo họ để 12 hòn đá đó, thứ nhất là để làm kỷ niệm đời đời, để nhắc nhở cho con cháu Israel biết rằng Đức Chúa Trời đã làm phép lạ cho dân tộc của họ. Ngài đã mở đường cho họ qua sông Giô-đan, đi bộ như trên đất khô.
Điều đó để nhắc nhớ cho dân sinh muôn đời về sau đừng bao giờ quên. Và ở tại kinh thánh đó thì cái lễ vượt qua đầu tiên ở tại Canaan đã được tổ chức. Và cũng tại kinh thánh đó, lễ vượt qua đầu tiên tại đất Canaan đã được tổ chức. Và ở tại đây thì quý vị ơi, cái phép lạ đã được làm trong 40 năm qua tại đồng vắng đã bị chấm dứt kể từ ngày hôm đó. Đó là phép lạ của Mana. Và kể từ ngày hôm đó, dân Israel không còn ăn Mana nữa mà họ được ăn thổ sản của xứ đất. Nơi, cũng tại nơi này, nơi mà họ được cất khỏi sự xấu hổ của Egypto. Thưa quý vị, dân Israel đã luôn lưu giữ điều này. Vì đây là nơi nhắc nhớ cho họ bao điều lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã làm cho dân tộc bé nhỏ này được đi ngẩng cao đầu. Ngày hôm nay, kinh ganh của chúng ta ở đâu? Chúng ta có cần phải chạy đến kinh ganh để nhắc nhớ công việc của Chúa, để hồi tưởng lại những việc mà Chúa đã làm ở trong thời cũ ước, ở trong tân ước và cho chúng ta ngày nay không quý vị? Dạ thưa không. Kinh ganh của chúng ta đó là lời Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần phải tới kinh ganh. Lời Đức Chúa Trời là quyển sách chép lại tất cả những điều diệu kỳ, những phép lạ, ơn phước, lời hứa và những việc lạ lùng mà Chúa đã làm từ sáng thế cho đến ngày hôm nay. Quý vị amen với tôi không ạ? Nếu amen xin hãy đánh vào inbox. Amen. Vâng. Eli muốn dạy cho học trò của mình điều đầu tiên: để thần của thầy bội phần trên con phải là học trò của lời Đức Chúa Trời. Muốn được đầy dẫy thần linh của Chúa, muốn được thần của Chúa bồi phần ở trên đời sống của chúng ta, chúng ta phải là người đi đến kinh ganh. Chúng ta phải là người hiểu biết công việc của Chúa ở trong lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì lời của Chúa sẽ nhắc nhở cho chúng ta biết rằng sự cứu chuộc đã được hoàn tất ở trong Chúa Giêsu Christ, con được Đức Chúa Trời. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta được cứu chuộc bởi ân điển chứ không phải là bởi công đức của chúng ta. Và lời Chúa cũng cho chúng ta biết rằng Chúa yêu chúng ta vô điều kiện, dầu chúng ta là ai, Chúa vẫn yêu chúng ta. Dù trước đây chúng ta như thế nào, quá khứ chúng ta như thế nào, lời Chúa cho tôi biết rằng Chúa yêu tôi và yêu quý vị. Và Ngài yêu cho đến cuối cùng. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng quyền năng của Ngài là vô đối, không có việc gì là không thể với Ngài cả. Và thưa quý vị, lời Chúa cũng cho chúng ta biết rằng mọi sự rủa xả, bệnh tật, đói nghèo đã bị cất ra khỏi cuộc đời chúng ta rồi từ khi Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá. Và thưa quý vị, lời Chúa cũng cho chúng ta biết rằng Chúa đang tể trị trên cả dòng lịch sử này. Đừng sợ dù thế giới ngày hôm nay như thế nào, nhưng hãy nhớ lời Chúa vẫn cho chúng ta biết rằng Chúa đang tể trị. Kẻ ác rồi sẽ bị diệt vong. Và thưa quý vị, lời Chúa cũng cho chúng ta biết thế giới tương lai của chúng ta, thế giới này sẽ đi về đâu, sẽ để dành cho lửa. Nhưng mà những người tin cậy nơi quý Chúa Giêsu, nơi danh của Chúa Giêsu sẽ được cứu qua khỏi sự đón phạt đó. Và vương quốc của Chúa sẽ là vương quốc trường tồn bất diệt. Tôi mong điều này nhắc nhở và khích lệ tôi và quý vị. Quý vị ơi, đừng quên kinh ganh. Hãy đến kinh ganh mỗi ngày. Hãy suy gẫm lời Chúa mỗi ngày để được nhắc nhở về những công việc của Chúa, để thêm đức tin cho cuộc đời của chúng ta, thêm lòng yêu mến Chúa ở mỗi chúng ta. Xin Chúa dùng điều này nhắc nhở tôi và tất cả quý vị để chúng ta sẽ là những người yêu mến lời của Chúa. Amen. Dạ. Điểm thứ hai mà tôi muốn được cùng học quý vị ở tại đây, sau khi qua khỏi kinh ganh rồi thì Eli đã dắt học trò mình đi đến đâu nữa? Ở trong câu thứ hai, câu thứ ba, Eli nói với Elise: hãy ở lại đây vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Bê-tên. Nhưng Elise thưa: con chỉ Đức Giê-hô-va hàng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề, con không rời khỏi thầy đâu. Vậy họ đi xuống Bê-tên. Môn đồ của các nhà tiên tri ở Bê-tên đến hỏi Elise: anh có biết là ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ đem thầy của anh lên khỏi anh chăng? Ông đáp: tôi biết chứ, nhưng các anh hãy im lặng. Địa điểm thứ hai mà tiên tri Eli đã dẫn học trò mình đi đến đó là Bê-tên. Trong tiếng Anh gọi là Bethel, nghĩa là nhà của Đức Chúa Trời. Nhắc đến chữ Bê-tên, tôi thiết nghĩ tất cả quý vị đều biết đến câu chuyện của ai rồi phải không ạ? Đó là câu chuyện của Gia-cốp. Dạ. Trong lúc mà trốn chạy anh của mình trên đường đi đến nhà của cậu là La-ban, thì anh đã dừng lại Bê-tên, là cái thành phố cách thành phố Jerusalem khoảng 21 cây số. Và tại đây ông có lấy một cục đá lên làm cái gối để ngủ, và đang khi ngủ thì ông có một điểm chiêm bao, thì ông thấy thiên sứ của Chúa đi lên đi xuống trong chiếc thang đó.
Và Kinh Thánh cho biết rằng tại đó Đức Chúa Trời đã hiện ra và phán với ông. Chúa nói gì? Chúa nói rằng Chúa sẽ ban phước cho ông và dòng dõi ông. Chúa sẽ làm cho dòng dõi ông đông như cát bụi trên đất. Và mọi dân tộc sẽ nhờ dòng dõi ông mà được phước. Và Chúa còn hứa như thế này: ngươi đi đâu, ta sẽ gìn giữ đó. Ta sẽ đưa ngươi đi và về ở tại xứ này được bình an. Wow! Sáng hôm đó, Giacôp thức dậy, ông hoảng sợ. Bởi vì ông biết đây không phải là nước bình thường. Đây là nơi có Chúa hiện diện. Đây là nơi mà Chúa, Ngài đã phán với ông trong đêm qua. Và thế là ông đã lấy cái gối tối hôm qua làm cái trụ và đổ dầu lên đỉnh trụ đó và đặt tên nó là Bê-tên. Ông đã lập bàn thờ và hứa nguyện sẽ thờ phượng Chúa. Thật ra, quý vị, nếu mà chúng ta đọc kỹ Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng trước khi Gia-cốp lập bàn thờ tại Bê-tên thì ông nội của ông là Abraham đã làm điều này trước đó rồi. Và tôi tin đó không phải là sự ngẫu nhiên. Chúa hiện diện đến Bê-tên ở trong giấc mơ của Gia-cốp. Điều này muốn nói lên gì? Điều này muốn nói lên rằng nơi nào thờ phượng Chúa thì nơi đó Đức Chúa Trời ban phước. Nơi nào thờ phượng Chúa, nơi đó sẽ có sự mặc khải. Ở nơi nào thờ phượng Chúa, nơi đó sẽ có sự lời hứa và có sự bảo đảm cho dòng dõi của người đó. Và tôi cũng không tin rằng có một sự ngẫu nhiên khi mà tiên tri Eli dẫn học trò mình là Elise đến chỗ này. Dường như nó muốn nhắc nhở cho chúng ta một cái sứ điệp rất là quan trọng ở tại đây. Nếu con muốn được sự sức dầu bội phần, con muốn có sự sức dầu gấp đôi, con trai, điều quan trọng đó là phải trở nên người thờ phượng Chúa. Quý vị amen tôi à? Nếu amen xin hãy đánh bốc điều này. Hãy đánh một inbox là amen. Phải. Chúng ta phải là người thờ phượng trước. Sự thờ phượng Chúa sẽ giúp cho chúng ta trở nên một người được đầy năng quyền và sự sức dầu. Eli dường như muốn dạy cho học trò mình một chân lý quan trọng: sự sức dầu sẽ đến trên người thờ phượng. Và dường như ông muốn nói với Elise rằng: Elise ơi, ta được mạnh mẽ ngày hôm nay, ta được sức dầu ngày hôm nay, ta được nghe tiếng phán êm dịu ngày hôm nay, ta đã được sự hướng dẫn của Chúa trong sự phục vụ Chúa trong những năm tháng qua. Đến Khe Kirik để được chiêm quả nuôi, đến nhà người đồng bà quá tại Serepta để được nuôi tại đó, và ta có thể đứng trước mặt vua Ahab là một vị vua bắt bớ ta, và đứng trước mặt 850 tiên tri Ba Anh và Ác Tạc Tây, ta không sợ bởi vì ta có đời sống thờ phượng Chúa. Bởi vì ta có một đời sống riêng tư với Chúa. Và đó là cái bí quyết mà ta nhận được sự sức dầu từ trên cao. Con trai, nếu muốn trở nên người được sức dầu, nếu muốn trở nên là một người được đầy dẫy thần linh của Chúa, hãy trở nên người thờ phượng Chúa. Tôi thật là thích thú khi tôi đọc đoạn Kinh Thánh này và tôi khám phá được lẽ thật này. Và tôi cũng cầu nguyện để giúp đỡ, xin Chúa giúp đỡ cho tất cả quý vị, những người nghe lời Chúa sáng hôm nay, là những người đang khao khát: Chúa ơi, đầy dẫy trên con. Chúa ơi, đổ đầy thánh linh của Chúa trên con. Hay là chúng ta nói rằng: Chúa ơi, xin hãy gấp đôi thần của Ngài trên con. Thì quý vị ơi, điều đơn giản là hãy trở nên người thờ phượng Chúa. Hãy trở nên một người yêu mến sự thờ phượng. Tại đó, thần linh của Chúa sẽ đổ đầy ở trên chúng ta. Trước khi chúng ta trở thành người phục vụ, trước khi chúng ta trở thành một người chia sẻ phúc âm cho người khác, một người chăm sóc ai đó hay môn đồ của ai đó, thì quý vị ơi, hãy nhớ là người thờ phượng Chúa. Bởi vì trong sự phục vụ, chúng ta có lúc sẽ bị kiệt sức. Ở trong sự phục vụ, có lúc chúng ta sẽ mỏi mệt. Ở trong sự phục vụ, có lúc chúng ta sẽ nản chí. Nhưng mà tôi tin rằng ở tại sự thờ phượng, Chúa, Ngài sẽ ban năng lực cho chúng ta. Tại trong chỗ thờ phượng, Chúa sẽ ban sức mới cho chúng ta. Tại trong chỗ thờ phượng, chúng ta sẽ lấy lại năng lực. Tại trong chỗ thờ phượng, chúng ta có sự sức dầu tươi mới từ nơi Cha thiên đàng. Và tại trong sự thờ phượng sẽ làm cho linh của chúng ta được mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và cũng chính trong sự thờ phượng, quý vị, sẽ giúp chúng ta sống đúng với mục đích mà Chúa tạo dựng nên chúng ta. Thưa quý vị, tôi mong rằng lời này sẽ khích lệ cho tôi và tất cả quý vị. Thờ phượng Chúa sẽ không bao giờ xong sẻ. Thờ phượng Chúa, bạn sẽ là người kết quả cho Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa, chúng ta thờ phượng Chúa sẽ không bao giờ xong sẻ. Các tổ trưởng tổ tế bào ơi, các trưởng ban ngành ơi, các mục sư ơi, các người phục vụ Chúa ơi, quý vị ơi, khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ là người kết quả cho Chúa. Chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ xong sẻ cả. Tôi nhớ cách đây vài tháng, học trò của tôi
cũng là đứa con trai thuộc linh của tôi và là người lãnh đạo cho sự thờ phượng của hội thánh, nhắn tin cho tôi và nói rằng ba ơi, cầu nguyện cho vợ con. Bác sĩ nói là vợ con có nang ở trong buồng trứng và rất khó có con. Và tôi đã để thi giờ cầu nguyện. Và sau đó thì tôi lại nghe tin nữa là từ cái nang đó thì bác sĩ chuyển qua cái khoa hiếm muộn. Và khi tôi nghe chữ hiếm muộn, tôi nói wow, hai đứa còn nhỏ quá, chưa 25 tuổi mà đưa vào cái khoa hiếm muộn, đây là cái khoa hơi khó rồi. Nhưng mà bỗng nhiên Chúa nhắc tôi một điều và tôi nói với đứa con trai thuộc linh của tôi rằng con, người thờ phượng không bao giờ son sẻ. Tôi nói đầy xác quyết như vậy, người thờ phượng không bao giờ son sẻ. Bà sẽ cầu nguyện cho con, hãy tiếp tục cầu nguyện, hãy tiếp tục thờ phượng Chúa. Tôi nhớ câu chuyện này của Mi-canh, chỉ có Mi-canh người không thờ phượng mới son sẻ, còn Đa-vít người thờ phượng luôn luôn được sức dầu của Chúa. Và cảm ơn Chúa. Vài tháng sau tôi lại được nhận tin, ba ơi, vợ con đã bắt đầu hoạt động bình thường rồi và đã có nang là được chữa lành rồi và đã có kết quả tốt rồi. Và sau đó tôi nhớ cách đây 2 tuần trước, đúng cái ngày sinh nhật của tôi, sáng sớm tôi mở mắt dậy và tôi thấy trong tin nhắn, mở ra thì thấy cái hình có một cái que, tôi không biết que đó là que gì, nhưng mà dưới cái que đó thì tôi được nhận tin là ba ơi, 2 vạch rồi. Tôi nói wow, cảm ơn Chúa, hallelujah. Và con trai của tôi nói ba ơi, vợ con đã có mang rồi. Quý vị hãy cùng tôi vỗ tay cảm ơn Chúa về điều này không ạ? Người thờ phượng Chúa không son sẻ, người thờ phượng Chúa sẽ kết quả. Quý vị ơi, hãy là người thờ phượng Chúa trước khi chúng ta phục vụ. Tại đó chúng ta sẽ có năng lực, tại đó chúng ta sẽ có sức mới. Và cảm ơn Chúa, tuần rồi tôi lại nghe tin mới nữa là bác sĩ nói rằng có thể là sinh đôi chứ không phải là sinh một. Và tôi wow, quý vị thấy không ạ? Người thờ phượng Chúa sẽ được gia tăng sự sức dầu, sẽ được nhân đôi sự sức dầu. Và không những sự sức dầu thôi mà con cái cũng được gấp đôi. Amen. Và phước hạnh cũng được nhân đôi khi chúng ta thờ phượng Ngài. Cho nên tôi ao ước rằng lời của Chúa sẽ khích lệ tất cả mọi người trong chúng ta. Tôi cầu nguyện để tất cả quý vị sẽ là những người lập bế tên cho mình, là những người ở trong sự hiện diện của Chúa, là những người có một đời sống thờ phượng cách cá nhân với Chúa. Tôi tin sự sức dầu sẽ đến trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Tôi nhận được rất là nhiều những sự mặc khải đến khi tôi thờ phượng Chúa. Và tôi nói một cách mạnh mẽ trong điều này, thì tôi kinh nghiệm rằng ở trong sự thờ phượng Chúa, sự mặc khải sẽ đến. Ở trong sự thờ phượng Chúa, sự sức dầu sẽ tới. Ở trong sự thờ phượng Chúa, lời Đức Chúa Trời sẽ đến trên chúng ta. Nên tôi ước mong rằng lời của Chúa sẽ khích lệ mỗi người trong chúng ta, dầu chúng ta không được tập trung để nhóm lại. Nhưng quý vị ơi, nếu chúng ta thờ phượng Chúa ở đâu, Chúa cũng ở đó với chúng ta. Nếu chúng ta lập bê tên ở tại nhà của mình, lập bê tên ở tại nơi tổ tế bào của mình, thì tại đó Chúa cũng hiện diện và bày tỏ lời Ngài cho chúng ta. Và địa điểm thứ 3 mà tiên tri Eli đã dẫn học trò của mình đi đến sau khi đến bê tên, thì chúng ta xem câu thứ 4, ông đã dẫn Elise đi đâu ạ? Eli lại nói với Elise rằng, này Elise, hãy ở lại đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Jericho. Nhưng Elise đáp, con chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề, con không rời khỏi thầy đâu. Vậy họ đi đến Jericho. Sau khi đến Bê-tên, Eli dẫn học trò mình đến Jericho, một địa danh rất là nổi tiếng. Ai đi đến Do Thái cũng đều muốn đến chỗ này, và tôi cũng đã đến chỗ này tham quan. Và đây cũng là một cái bí quyết nữa mà Eli muốn dạy cho học trò của mình. Nếu con muốn thần của thầy bội phần trên con, thì con trai ơi, con không những đến Ginh-ganh thôi, con đến Bê-tên thôi, nhưng con cũng phải Jericho nữa. Jericho ở đâu quý vị? Câu chuyện chiến thắng thành Jericho là một câu chuyện chiến thắng có thể nói là rất là thần thánh. Một câu chuyện khó ai có thể tin nổi, bởi vì nó cái thành này rất là kiên cố. Theo những nghiên cứu của tôi thì được biết rằng nó rộng hơn 3 hecta. Và nó là cửa ngõ để đi vào những thành khác của dân Canaan. Và muốn đi vào để chiếm xứ Canaan thì phải qua cái thành Jericho này. Và vì vậy cho nên họ làm rất là kiên cố. Tường cao 10 mét. Chúng ta tưởng tượng 10 mét như thế nào. Mà bề dày của cái tường đó là 7 mét. Xe ngựa có thể chạy trên đó được.
Dân Israel không có một cái khí giới nào cả. Nhưng mà họ đã làm cho cả cái thành này bị sụp đổ với một cái chiến thuật đánh rất là, phải nói rất là không giống ai hết. Và dân Jericho họ không tin cái thành bị sụp đổ, bởi vì họ tin vào các thần của họ sẽ bảo vệ thành của họ. Nhưng mà Đức Chúa Trời phán với Giô-sê hãy bảo dân sự của Chúa là một điều mà khiến cho mọi người phải nói là rất là ngạc nhiên, bởi vì cái điều mà không ai có thể tin rằng có thể làm được, có thể khiến cho thành đó sụp. Có nghĩa là cả dân sơn, những người đi, những chiến binh đi qua đó, chỉ cần mỗi một ngày đi một vòng thành thôi, đi trong im lặng quý vị, không nói gì cả. Ngày thứ hai cũng vậy, ngày thứ ba cũng vậy, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, cứ mỗi một ngày họ đi một vòng, không nói gì cả. Tôi không biết là dân thành Jericho nhìn xuống có nói gì không, nhưng mà tôi nghĩ rằng có lẽ họ cũng sẽ rất là thắc mắc cái dân này đang làm gì vậy. Nhưng mà đến ngày thứ bảy, họ đi bảy vòng. Và cuối cùng của vòng thứ bảy thì Kinh Thánh nói rằng họ thổi kèn lên và la lên và thân lên, thành Jericho sụp đổ. Và một chiến thắng rất là oai hùng đã diễn ra ngày hôm đó. Thưa quý vị, trận chiến này cho chúng ta thấy rằng không phải là do dân sinh tài giỏi. Nhưng mà do đâu quý vị? Do sự vâng lời. Đúng không quý vị? Họ vâng lời Chúa tuyệt đối, trong đức tin Chúa phán như thế nào họ làm y như vậy. Không bàn cãi, không nói gì cả. Chúa bảo là đi và họ đi. Đi một ngày một vòng. Tất cả mấy vòng quý vị? Họ đi bao nhiêu vòng tất cả quý vị? Ai nói 7 vòng xin ghi vô 7 vòng đi. Ai nói 13 vòng? Dạ, ai nói 13 vòng xin ghi lại tí xíu tôi sẽ coi. Dạ, tất cả 13 vòng. Vì ngày thứ 7 họ đi 7 vòng. Và đến ngày thứ 13, xin lỗi, đến ngày thứ 7 và đến cái vòng thứ 13, chứ không phải là vòng thứ 12, không phải là vòng thứ 11, quý vị thấy không ạ? Đến vòng thứ 13 thì họ la lên và thành sụp đổ. Tất cả đều bởi sự vâng lời. Thưa quý vị, một lần nữa tôi thấy dường như Eli đang muốn dạy học trò cưng của mình. Con trai, nếu con muốn được thần của ta đầy dẫy trên con bội phần, thì con ơi, hãy là người vâng lời Chúa tuyệt đối. Hãy là người làm theo ý Chúa một cách tuyệt đối. Hãy luôn say yes với Ngài khi Ngài phán với con. Bởi vì chính ta cũng đã từng vâng lời Chúa, làm những điều mà thật là điên rồ. Ta đã dám nói trước mặt Ahab những điều mà Chúa nói, ta nói 3 năm rưỡi sẽ không có mưa trên đất. Ta đã nói với người đồng bà quá rằng bột sẽ không hết ở trong bò, dầu sẽ không hết trên bình, cho đến ngày Đức Giê-hô-va ban mưa xuống đất. Và những gì ta nói, Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm. Ta chỉ biết nhận và vâng lời để nói điều mà Chúa muốn ta nói. Thì con trai ơi, ở trong chức vụ của con, nếu con muốn thần của ta đầy dẫy trên con, linh của ta ở trên con bội phần, thì hãy là người vâng lời Ngài. Quý vị amen với tôi không ạ? Nếu amen xin hãy đánh vào trong inbox của mình. Tôi muốn được tương tác quý vị, dầu tôi không thấy quý vị, nhưng mà trong linh của tôi cảm nhận rằng linh của Chúa đang hành động ở giữa vòng chúng ta. Và thánh linh của Chúa sẽ đầy dẫy trên chúng ta khi mà chúng ta vâng lời Ngài. Chỉ là vâng lời. Quý vị, tôi hầu vì Chúa nhiều năm và tôi nhận thấy một điều. Chúa không phải đòi hỏi chúng ta làm điều này, điều kia, điều nọ đâu quý vị. Chúa chỉ đòi hỏi tôi vâng lời. Và khi tôi thưa vâng với Chúa, Ngài làm chứ tôi không có làm. Ngài mở lối cho tôi, Ngài mở đường cho tôi, Ngài cung ứng cho tôi và Ngài dọn đường cho tôi. Tất cả mọi điều như bài hát mà chúng ta vừa hát, đương khi con không thấy, đương khi con không biết, đương khi con chưa nghe, Chúa đã mở đường cho con. Quý vị, Chúa, tôi xin nhắc lại một lần nữa là Chúa không có đòi hỏi chúng ta làm việc này, việc nọ, không có đâu quý vị. Chúa chỉ đòi hỏi chúng ta thưa vâng với Chúa mà thôi. Tôi mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay giúp đỡ cho tôi và quý vị hiểu được chân lý rất là đơn giản này, nhưng mà rất tiếc nhiều người đã không dám vâng lời, không dám thưa vâng với Chúa. Tôi nhớ có một lần ở trong một buổi nhóm, tôi nhớ vẫn là trong lễ ngũ tuần, khi mà nhóm lại khoảng hơn 500 người. Mà đang trong buổi thờ phượng ngày hôm đó, thình lình Chúa nói với trong tay của tôi rằng có một người ở góc đằng kia, ở bên phải, tôi vẫn nhớ hoài. Và tôi, khi tôi nghe điều đó và tự nhiên ngón tay của tôi chỉ ở bên phía phải, tôi nói rằng có một người đang bị đau cái lưng ở bên góc bên phải đó, Chúa đang chữa lành cho anh đó. Thì tôi chỉ biết vâng lời và tôi chỉ cái ngón tay của tôi ở tại đó. Và quý vị rất là lạ lùng, và tự nhiên ở ngay góc chỗ đó, nguyên một nhóm người họ nhảy lên, họ la lên, tôi được chữa lành, tôi được chữa lành. Và sau đó thì người đó làm chứng và tôi phát hiện rằng ông đã bị đau cái lưng
bị cụp xương sống rất là lâu. Nhưng mà cảm ơn Chúa, trong cái giờ thờ phượng đó, Thánh Linh Chúa bày tỏ và tôi chỉ vâng lời, chỉ tay ngay chỗ đó và Chúa đã chữa lành cho người đó. Và quý vị ơi, sau đó thì người đó đã trở thành một quản nhiệm, một hầu thánh của chúng tôi trong sự phục vụ Chúa. Cho nên tôi muốn chia sẻ điều này để khích lệ tất cả quý vị. Quý vị, thần của Chúa đang dạy trên chúng ta, trên những con người vâng lời. Và ngược lại, thần của Chúa sẽ lìa khổ chúng ta, và sự vinh hiển sẽ lìa khổ chúng ta, sự sức giàu sẽ ra khổ chúng ta khi mà chúng ta bất tung với Ngài. Ai vậy? Vua Sao-lơ. Sao-lơ, linh của Chúa, thần của Chúa ở trên ông, nhưng đã rời khỏi ông khi ông không vâng lời Ngài. Quý vị thấy không ạ? Chúa chỉ đòi chúng ta vâng lời, chỉ là vâng lời. Nên nguyện lời Chúa nhắc nhở cho tôi và quý vị buổi sáng hôm nay, nếu chúng ta thật sự khát khao thần Chúa đại diện trên chúng ta, hãy là người vâng lời Chúa. Và địa điểm cuối cùng mà Eli đã dẫn học trò mình đi đến ở đâu ạ? Ở trong câu thứ 6 và câu thứ 7, Eli nói với Elise, hãy ở lại đây vì Đức Giê-hô-va sẽ ta đến Giô-đan. Nhưng Elise thưa, con chỉ Đức Giê-hô-va hàng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề, con không rời khỏi thầy đâu. Vậy hai người tiếp tục đi, có 50 người trong số môn đồ của các nhà tiên tri đi theo, đứng ở đằng xa đối diện nơi Eli và Elise đang đứng bên bờ sông Giô-đan. Địa điểm cuối cùng mà Eli đã dẫn học trò của mình đi đến đó là Giô-đan. Thưa quý vị, sông Giô-đan là nơi cũng hết sức là nổi tiếng. Nó không có lớn giống như sông Sài Gòn đâu. Dạ, nó không lớn như sông Mekong đâu. Tôi đã đến đó rồi, trong sông nó không có lớn lắm. Nhưng mà nó rất nổi tiếng. Nổi tiếng vì sao vậy? Bởi vì dân sên đã đi qua cái sông này, đang lúc nước dâng cao nhưng mà đi như đất cạn. Và nó nổi tiếng bởi vì sao? Tại đây Na-a-man, người bị phun, đã đến 87 lần tại sông này và ông được chữa lành. Sông Giô-đanh nổi tiếng là bởi vì ở tại đây có phép lạ, cái lửa rìu bị mất ở dưới nước, bị chìm dưới nước. Nhưng mà khi tiên tri của Chúa bỏ cái cây xuống thì lửa rìu đã được nổi lên. Sông Giô-đanh nổi tiếng là bởi vì sao? Bởi vì tại đây Chúa Giê-xu đã làm bát tem. Thưa quý vị, và sông Giô-đanh được nổi tiếng vì vậy, tại đây áo tơi của Eli rớt trên người của Elise. Nhưng có một chi tiết quan trọng, tại sao tiên tri Eli dẫn học trò mình đến chỗ này? Và chúng ta trở lại ở trong sách Giô-sê thì chúng ta thấy đây là một nơi rất quan trọng. Vì khi bước qua sông Giô-đanh và chuẩn bị để đánh thành Giê-ri-cô thì Giô-sê đã làm phép cắt bì những người nam ở tại đó. Thưa quý vị, lễ cắt bì là một chỉ định để làm dấu của giao ước của Chúa với Abraham và dòng dõi của ông. Cho nên lễ cắt bì đã được Chúa nhắc nhở cho Abraham, cho Môi-se và bây giờ cũng là Giô-sê. Khi mà những thế hệ thứ hai bước vào trong xứ hứa thì điều đầu tiên mà Chúa bảo họ làm đó là cắt bì. Những người nam sẽ phải bị cắt bì. Để nói lên rằng họ tuân thủ, họ là dân của Chúa. Họ thuộc về Chúa theo nghĩa đen. Nhưng mà trong ăn nhịp bóng, ở trong cái thời Tân Ước thì cắt bì không phải là, sứ đồ Phao-lô đã từng nhiều lần để biện luận, có nhiều người đòi hỏi là mà là người cắt bì thì mới thuộc về Chúa, nhưng ông nói không. Cắt bì không phải là do tay người ta làm ra, nhưng mà cái cắt bì mà sứ đồ Phao-lô muốn nói cho hội thánh ngày hôm nay không phải là chúng ta tin Chúa chúng ta là cắt bì giống người Do Thái, nhưng mà cái cắt bì của chúng ta là cắt xác thịt ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Ở trong Côlôse đoạn 2 câu 11 nói, trong ngày anh em cũng nhận cắt bì không phải do tay con người thực hiện, nhưng là cắt bì bởi Đấng Christ, tức là lột bỏ bản tính xác thịt của chúng ta. Thưa quý vị, đây là điểm hết sức quan trọng. Có nhiều người cầu xin Chúa đổ đầy Thánh Linh của trên con, nhưng mà đã không lột bỏ cái tính xác thịt ra khỏi đời sống của mình. Xác thịt có nghĩa là gì? Xác thịt ở trong bản Kinh James thì nói rằng đó là cái bản tính tự nhiên thuộc về những người chưa tin Chúa, chưa nên thánh. Họ sống theo cái bản chất tự nhiên tham sân si ở trong đời sống của họ. Họ không bước theo Thánh Linh. Và chính vì vậy mà sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở cho hội thánh của Chúa hãy cẩn thận. Chúng ta cần phải làm phép cắt bì xác thịt ở trong đời sống của mình. Không phải là cắt bì theo cách của người Do Thái, nhưng mà cắt bì xác thịt ở trong đời sống của chúng ta. Bởi vì xác thịt có những điều trái với Thánh Linh, và Thánh Linh có những điều trái với xác thịt.
chúng ta muốn đầy dẫy Thánh Linh thì chúng ta phải loại bỏ xác thịt. Xác thịt nghịch lại với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào vừa mong muốn có Thánh Linh mà vừa lại bước theo xác thịt. Sống một đời sống xác thịt, gian dâm ô uế luông tuồng, ganh ghét, bè đảng, chia rẽ, nói xấu, đó là bản tính của xác thịt. Và quý vị ơi, chúng ta không thể nào nhận được sự đổ đầy Thánh Linh khi mà chúng ta vẫn sống theo xác thịt. Chúng ta vẫn sống theo những ham muốn của xác thịt, vẫn thích nói những điều mình muốn nói, không có kiềm giữ môi miệng của mình. Bè đảng, ganh gỗ, say sưa, ích kỷ, đó là bản tính của xác thịt. Mà nếu chúng ta muốn được đổ đầy Thánh Linh thì quý vị ơi, không phải chỉ cầu xin mà hãy xin Chúa giúp con loại bỏ, cắt bỏ cái tánh xác thịt ra khỏi cuộc đời của con. Thì Thánh Linh của Chúa, Ngài sẽ hiện diện ở trong đời sống của chúng ta. Ở trong sách Roma, Phaolô nói gì? Thật thế, những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc của xác thịt. Còn những ai bước theo Thánh Linh thì chú tâm vào những việc của Thánh Linh. Chú tâm vào xác thịt sanh ra sự chết. Nhưng mà chú tâm vào Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Amen. Tâm trí của chúng ta sẽ hướng về Chúa. Những người bước theo xác thịt thì thù nghịch với Đức Chúa Trời. Quý vị, Phaolô nói một cách mạnh mẽ trong chỗ này. Và tôi cũng muốn mượn lời này để nói với quý con cái của Chúa buổi sáng nay là những ai bước theo xác thịt là nghịch thù với Đức Chúa Trời. Không phải là nghịch thù với người ta đâu, nhưng mà là nghịch thù với Đức Chúa Trời. Bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời không chấp nhận điều đó. Bởi vì xác thịt nó không thuận phục Đức Chúa Trời. Xác thịt nó muốn làm theo cách của nó, theo ý của nó, chứ không làm theo cách của Chúa. Và người nào bước theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nguyện lời Chúa nhắc nhở cho tôi và tất cả quý vị trong buổi sáng hôm nay. Thần Linh của Chúa, Ngài rất là nhẹ nhàng. Ngài rất là nhẹ nhàng. Những ai chào đón Ngài, những ai bằng lòng bước đi với Ngài, thì Ngài sẽ dẫn dắt cuộc đời của người đó. Tôi nhớ có câu chuyện có một ông chủ, ông thích nuôi bồ câu. Và chúng ta biết rằng tính của bồ câu cũng vậy, cũng rất là nhẹ nhàng, cũng rất là sạch, nó rất là sạch. Cho nên ông làm cái chuồng bồ câu và ông vẽ, nó cũng thích như vậy và rất là sạch. Và chiều nào cũng vậy, bồ câu đi bay đâu rồi nó bay về chuồng. Và cứ mỗi ngày ông thấy bồ câu bay về chuồng. Và ông thích lắm, ông nhìn thấy những con chim nó bay về trong cái chuồng mà ông làm cho nó. Nhưng một ngày kia ông thấy một đàn bồ câu bay về. Nó đứng ngay chỗ cái cửa rồi nó không vào. Rồi nó lại bay đi chỗ khác. Ông chủ rất là ngạc nhiên. Ủa tại sao vậy? Ủa sao chuồng nó không vô? Rồi tối hôm đó nó bay đâu ông cũng không biết nữa. Rồi sáng hôm sau ông ngóng, ông chờ, cũng không thấy bồ câu về. Rồi chiều của nó bay về, rồi nó lại bay đi. Và người chủ cảm thấy có cái gì đó nó không ổn ở tại chỗ này. Ông mới bắt cầu thang lên xem ở trong cái chuồng nó có cái gì, nó dơ hay là cái gì. Thì khi ông bắt cầu thang lên thì ông mới phát hiện ra, wow, quý vị biết điều gì trong đó không? Dạ, có một con rắn ở đó. Vì có con rắn ở đó cho nên bồ câu không thể đến đó được. Tôi hy vọng quý vị hiểu điều tôi nói. Thánh Linh của Chúa sẽ không thể ngự vào trong tấm lòng của những người để xác thịt ở trong cuộc đời mình. Sự gian ác ở trong đời sống của mình. Sự ganh ghét ở trong đời sống của mình. Sự thù hận ở trong đời sống của mình. Thánh Linh của Chúa không thể đầy dẫy trong tấm lòng của những con người cố chấp và không tha thứ. Xin Chúa nhắc nhở cho tôi và quý vị. Còn nguyện lời của Chúa buổi sáng hôm nay đụng chạm đến mọi tấm lòng của quý vị. Quý vị ơi, điểm cuối cùng, áo choàng đã được rơi xuống. Elise đã nhận được sự đầy dẫy của thần, của thầy mình. Sáng nay tôi không thể cầu nguyện cho quý vị được, nhưng mà tôi ước mong rằng quý vị sẽ nhớ đến bốn địa điểm này. Xin hãy nhắc lại với tôi. Thứ nhất là Gilgal. Thứ hai là Bethel. Thứ ba là Jordan. Jericho. Thứ tư là Jordan. Tôi hy vọng rằng quý vị nhớ đến những địa điểm này thì chúng ta biết đó là những nơi mà Chúa muốn chúng ta đến. Chúa muốn chúng ta đi. Và tại nơi đó, khi chúng ta bước vào trong những địa điểm này, chúng ta bước vào trong những nơi mà Chúa muốn chúng ta đến, thì thân của Chúa sẽ đầy dẫy trên chúng ta. Ước mong rằng lời cầu xin mà Elise đã nhận được từ thầy của mình, thì lời cầu nguyện đó Chúa cũng sẽ làm cho tất cả quý vị ở tại đây buổi sáng hôm nay. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho tất cả quý vị. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.